Sáng 13/11, lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Hương Hóa cho biết trạm kiểm lâm Lao Bảo vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành thả 150 cá thể rán giáo về môi trường tự nhiên sau một ngày phát hiện, thu giữ. Theo đó, vào ngày 12 tháng 11, trạm kiểm lâm Lao Bảo và công an thị trấn Lao Bảo phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang tập kết một số bao gai bên lề đường, đoạn qua km 3 đường quốc phòng nối thị trấn Lao Bảo và xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì nhóm đối tượng trên bỏ chạy, để lại các bao gai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 150 cá thể rán giáo còn sống với tổng trọng lượng gần 50 kg. Theo hạt kiểm lâm huyện Hương Hóa, đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thả số rán trên về môi trường tự nhiên.